Viện Kiểm sát đề nghị tòa bác kháng cáo của Ngọc Miu, Văn Kính Dương. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng tòa sơ thẩm đã xem xét toàn diện vụ án cũng như các tình tiết giảm nhẹ. Cơ quan công tố đề nghị hội đồng xét xử bác tất cả kháng cáo. Sáng ngày 28 tháng 4, tòa nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm Văn Kính Dương, Vũ Hoàng Anh Ngọc tức Ngọc Miu cùng đồng phạm về các tội sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan. Sau bản án sơ thẩm tuyên vào tháng 7 năm 2020, Văn Kính Dương, Ngọc Miu và 7 đồng phạm kháng cáo, trong đó ông chủ ma túy đề nghị cấp phúc thẩm xem xét vai trò trong việc sản xuất ma túy và phần bồi thường dân sự. Ngọc Miu xin giảm nhẹ hình phạt. Phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện viện kiểm sát cho rằng tòa sơ thẩm đã xem xét toàn diện vụ án cũng như các tình tiết giảm nhẹ, do đó cơ quan công tố đề nghị hội đồng xét xử bác tất cả kháng cáo của 9 bị cáo. Tại tòa sơ thẩm, Văn Kính Dương bị tuyên án tử hình về 5 tội danh, tịch thu hơn 1 tỷ đồng. Ngọc Miu nhận mức án 16 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị phạt bổ sung 50 triệu đồng. Các bị cáo Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân nhận án tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy. Nam bị phạt bổ sung 400 triệu đồng, còn Quân và Mang bị phạt mỗi người 100 triệu đồng. Lê Hương Giang cũng bị tuyên án về tội mua bán trái phép chất ma túy, phạt 100 triệu đồng. Nguyễn Đắc Huy, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền cùng lĩnh án tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị phạt bổ sung 50 triệu đồng. Còn Nguyễn Bá Thành nhận án tù trung thân về tội sản xuất trái phép chất ma túy, bị phạt 50 triệu đồng. Năm 2008, Văn Kính Dương bị tòa nhân dân quận Hoàn Kiếm Hà Nội xử phạt 5 năm tù về tội cướp giật tài sản. Trong thời gian thi hành án tại trại giam Thanh Lâm Thanh Hóa, Dương tàng trữ trái phép ma túy nên bị phạt 7 năm tù. Tháng 6 năm 2010, tại trại giam Thanh Lâm, Dương bị bắt quả tang khi trốn khỏi nơi giam giữ. Khi được chuyển đến cơ quan điều tra để chờ truy tố xét xử, bị cáo đã cùng một số phạm nhân trốn trại. Sau đó Dương làm giả chứng minh thư nhân dân và thuê nhà ở thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy. Từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017, Văn Kính Dương cùng đồng phạm sản xuất và tiêu thụ trên thị trường 18 kg thuốc lắc, đồng thời công an phát hiện thu giữ 120 kg thành phẩm và 86,11 kg tinh chất ở thể rắn loại MDMA.